Rồi, xin chào tất cả các bạn. Bây giờ là 6 giờ hơn buổi sáng. Ngủ quá. Và bây giờ đang phải xuống dưới ga Hà Nội để lấy một con chăn gửi từ trong miền Nam ra. Cùng nó chờ chăn đó là con gì nha. Để tôi đi đã. Đây là cổng sau của Hà Nội. Rồi, xin chào tất cả các bạn. Tôi đã về đến nhà rồi. Ở đây vừa nhận được cái hộp hình cô gái tinh pad luôn mà. Lên nhà mở hộp lại nhá. Ok, xin chào tất cả các bạn. Mình ngủ quá, mẹ nên ngủ hay là mẹ nên mở hộp nhỉ? Rồi, mình sẽ mở hộp con chăn này nha. Đóng kỹ quá. Hộp in hình cô gái quảng cáo hit pad, phải là hit pad luôn mà. Con chăn của chúng ta đây, nó cực kỳ đặc biệt nha các bạn. Đây là loài chăn đất của Việt Nam, nhưng mà nó là dòng ivory, đấy là kiểu màu ngà ngà ấy, không phải là chăn bạch tạng hay là chăn bạch cái gì đâu, mà nó kiểu trắng ngà chứ nó không phải là trắng hẳn, nên là mình nghe gọi chăn bạch nghe cũng không hơi ghét lắm, thì nó cũng gần như bạch tạng. Bọn chăn này nó bạch tạng kiểu khác nha các bạn, nó bạch tạng là nó albino ấy, mắt đỏ này. Người màu vàng vàng này, chứ nó không phải là trắng. Nó buồn cười. Bọn thú bạch tạng thì hầu hết là trắng, nhưng mà bọn này bạch tạng thì nó lại không có màu trắng. Rồi. Con chăn ivory của tôi đây. Đặc điểm quan trọng nhất con này nó chính là bị mất một mắt nha các bạn. Độc nhãn xà. Đó. Xịn vậy đấy. Ôi trời ơi. Thực ra là nói cho các bạn biết chứ, khoảng tầm 4 năm trước mình đã rất thích bọn chăn đất ivory này rồi. Nhưng mà cái giá của con này 4 năm trước là khoảng tầm 3 triệu mấy 4 triệu rồi đấy. Cực kỳ đắt đúng không các bạn? Đợt đấy mình có nuôi một con hai chăn đất hai pô to, và mình đã ôm ấp ủ hy vọng là mẹ kiếm hai con hai pô để cho đẻ kiếm ra 1/4 và ivory này. Nhưng mà đến bây giờ ivory nó chỉ rơi vào tầm 800 thôi, tầm 6 đến 650 đến 800 gì đấy, nó quá là rẻ đi. Nên bây giờ quá nhiều, có nghĩa là mình có thể có được con chăn này rất là dễ dàng.
nó giảm ra quá nhiều so với ngày trước. Con này bị lag này, một mắt này bên này lag, mắt bên kia thì bị không có mắt, không có trong mắt luôn. Đọc nhãn xa nha các bạn. Vậy là dòng chân đất này nhà tôi có một con normal này, một hypo này, một ivory này. Có thể sau này mà dầu dâu chẳng hạn mua một con granite này, tôi sẽ cho chạy ảnh ở dưới này cho các bạn xem nha. Mua một con granite này rồi ở Việt Nam có con gì nữa nhỉ, albino này, một con green này. Con chân đất green này rất buồn cười các bạn, nó không hẳn là màu xanh nhưng gọi là green, và kiểu ở quê mình hay gọi là chân chuối, con chân quả chuối chứ không phải là đi chân chuối như các bà các chị nha. Còn con gì nữa nhỉ, albino granite này với là albino green này, xong rồi labyrinth này, và nhiều mob lắm các bạn ạ, cực kỳ đẹp. Trời ơi, con ivory của mình. À từ từ đã. Xong kia rồi. Biến lại nha. Ừ. Ok. Bây giờ chúng ta cùng cất vào chân này ở đây đã, xong rồi ta sẽ cho con chân vào trong một cái trong cái rách nha. Bạn để ý thì có thể nhìn thấy là con này nó bị không có mắt, thực ra là không một đôi mắt thôi, bên kia là vẫn có mắt như thường đó. Và tôi gọi là độc nhãn đó, nhìn bên này mắt đây này nha, nhưng bên này không có mắt, đó là một kiểu bị lỗi từ trong trứng. Nhưng mà cái này, con này rất là đặc biệt, nhìn thấy thích luôn. Và tôi cũng chưa có một con ivory nào cả, cho nên là tôi đã quyết định quất em này về nuôi rồi.
cực kỳ đẹp luôn, nhìn thích vãi. Anh em ai thích độc nhãn xà thì độc nhãn, cái này phải gọi là độc nhãn bạch xà, thì các bạn hãy like, share và subscribe kênh của mình nha. À, mình có thể mình thông báo là có thể rồi. Xin vô cùng thắm thiết cảm ơn anh Hắc Vũ đã bán lại cho mình con Ivory này. Và đây Ivory chúng ta đây. Và đây con Ivory của chúng ta đây. Nhâm, của không phải của chúng ta mà là của tôi. Thích vãi. Đây các bạn có nhìn thấy kỹ. Đây. Cũng có hai lông mũi bên trên rồi, mỗi bên ba hốc nhiệt. Con này mà bây giờ mình muốn kiểu câu phim thì mình sẽ vào rắn thần trong truyền thuyết cắn phát chết tươi, xong rồi tôi cho nó cắn tôi phát là tôi đau chết. Nghe tôi nổi tiếng bị bú phim. Đó, trắng như ngọc trinh luôn. Nhưng mà đây là kiểu trắng ngà nhá, hơi bằng vàng một tí. Con nào cũng thế thôi, nhưng mà trắng hẳn nó thành lưu xịt tích cái gì thì... Đẹp phải. À, các bạn nên chuẩn bị cho nó một cái... Ví dụ như là cái chuồng to như thế này ấy, thì tôi nghĩ là nên có một cái hang trú để cho nó trốn. Đó, một cái hang. Hàng đẹp phết này, hàng này mua mất bao tiền. Một cái máng nước. Máng này cũng là máng xịn đấy. Bạn nhìn thấy như thế. Rồi, có máng nước rồi xong thì phải làm gì? Phải đổ nước thôi, nước rồi. Đây, tôi đã có nước đây rồi. Rồi đây. À, con này hình như là trước khi chuyển về đây nó đã lột xác rồi cho nên trông rất là đẹp, đẹp vãi. À, nhân tiện giới thiệu các bạn luôn, đâu rồi, đây là con Chamande. Đây là tôi mở cái này ra nhá cho các bạn xem, đàn là bố mẹ nhà tôi, cho nên là kiểu kết quả ra con nó cũng hên xui, con này con kia, nhưng mà chắc chắn là đẹp, các bạn yên tâm. Ồ. Đây các bạn có thể nhìn thấy. Đây trông y như con Chamande, đây là con đực nha, con đực. Bao giờ trông nó cũng béo hơn và to hơn, đẹp hơn con cái. Nhìn cái đuôi đẹp vãi. Đây. Con này như con này lỗi đuôi cho buồn cười vãi cái đấy. Đó, con đực này đuôi béo. Sở đuôi thích vãi luôn. Nhưng các bạn đừng nắn bóp nhiều không phải nó đứt đuôi ấy. Con này cũng là con đực này, béo vãi. Tôi đang ghép đôi để cho nó sinh sản. Còn là mắt đen xì luôn, còn hình như đeo hai cái bao tay nữa, thì buồn cười với cái đấy. Con LG này trông lúc nào trông cũng như kiểu đang cười, buồn cười lắm. Này, các bạn xem. Này như kiểu con khọm già bị móm ấy, thì đẹp đấy. Đó. Ở đây, thì mẹ không? Hôm qua nó còn đang chuẩn bị lột xác, hôm nay đã ăn hết mẹ xác rồi này. Rất tiếc là không quay được cho các bạn xem cảnh đấy ở Việt. Nó toàn lấy lúc kiểu nửa đêm thôi, lúc ấy mình ngủ mẹ rồi. Đáng yêu chưa các bạn? Nhìn thích vậy. Rồi, mình vừa mới... Rồi, mình vừa mới có... Là một video giới thiệu về con chăn đất Ivory mới của mình, con bạch xà độc nhãn. Và xin cảm ơn các bạn đã đón xem video này. Nếu mà các bạn có thích video này thì hãy like, share và subscribe kênh của mình nha, để sau có thể đón nhận các video mới của mình. Và nhân tiện thông báo cho các bạn luôn là có thể sang tuần sau mình sẽ làm một cái giveaway nhỏ nhỏ để tặng một con LG cho một bạn nào đó may mắn nhất. Và các bạn hãy cùng chờ đón xem nha. Chắc là tầm giữa tuần sau rồi đấy. Rồi bây giờ tôi phải đi ngủ ấy, vì sáng dậy sớm
năm rưỡi phải dậy rồi để đi ra ga lấy rồi. Cho nên là mệt lắm. Bây giờ tôi phải đi ngủ rồi đã. Xin chào tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong những video sau nha. Xin chào.